Trao đổi với báo chí tối ngày 6 tháng 5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định không có chuyện phong tỏa thành phố tại thời điểm này như tin đồn trên mạng. Hà Nội chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Hà Nội đang triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, chiều 6 tháng 5, thông báo kết luận phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng không hề có thông tin liên quan đến việc phong tỏa thành phố. Cũng tại phiên họp này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà nhận định các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Kim Trung, Đông Anh sẽ tiếp tục tăng lên. Người nhà, bệnh nhân, thăm thân nhân từng ra vào bệnh viện nhiều nên rất đáng lo ngại. Nguy cơ lây ra cộng đồng rất lớn. Dự báo Hà Nội sẽ tiếp tục phát hiện các ca dương tính, các ổ dịch trong cộng đồng. Qua giả soát, có hơn 2.600 người đến khám, chữa bệnh, chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Thành phố đang theo dõi chặt chẽ và tiếp tục điều tra thêm.